Tôi xin mời quý vị theo dõi bài bình luận còn thứ gì chưa lấy. Cho đến nay, dù vẫn chưa có ai biết rõ được nguồn gốc và thời gian chính xác của chiếc áo dài tứ thân của phụ nữ Việt Nam. Nhưng một số di sản khảo cổ tìm thấy hình ảnh của chiếc áo dài tứ thân được khắc lên trên mặt đồng ngọc lũ và cách đây vài nghìn năm và trải qua bao năm tháng thì áo dài đã dần dần trở thành một thứ trang phục truyền thống của người Việt Nam. Theo các tài liệu nghiên cứu lịch sử chiếc áo dài Việt Nam thì đó chính là tiền thân của chiếc áo dài tứ thân. Áo dài chiếc còn hai tà giản dị nhưng thanh lịch. Qua thập niên 1930 áo dài lơ mưa tiếng Việt là cát tường đã thực hiện một cải cách quan trọng có hai vạt trước và sau, tay phòng, cổ bồng hoặc là hở cổ. Tuy nhiên áo dài lơ mưa có nhiều biến cải mà nhiều người thời đó cho là lai căng tới cuối năm 1958, bà Trần Lệ Xuân là đệ nhất phu nhân của nước Việt Nam Cộng Hòa. Bà đã thiết kế ra một chiếc áo dài tân thời, bỏ đi phần cổ áo, dân gian gọi là áo dài bà Nhu. Cứ như thế áo dài có nhấn eo, áo dài chấm gót chân, rồi lại trở nên ngắn mini, rồi áo lại được may thoải mái không chít eo vân vân. Trước năm 1975, những chiếc áo dài tha thước, kín đáo nhưng không kém phần quyến rũ hiện diện khắp phố phường, nhất là trong dịp Tết. Thế nhưng sau năm 1975, đổi đời, cuộc sống khó khăn, những chiếc áo dài dần dần biến mất trên đường phố. Cho tới sau này, khoảng năm 2000 đến nay, áo dài ngày càng xuất hiện nhiều hơn với những kiểu dáng vẻ quyến rũ hơn và được các bà các cô ưa chuộng từ trong nước cho tới hải ngoại. Và đó là chiếc áo dài truyền thống của phụ nữ Việt Nam mà nhiều nước trên thế giới đã biết đến. Năm 2002, áo dài đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa của Việt Nam. Thế nhưng mới đây, một công ty thời trang của Trung Cộng đã nhận vơ áo dài Việt Nam là của nước Tàu với những mẫu thiết kế của thương hiệu Ni Tiger Tuy là thiết kế mới của họ, nhưng họ lấy từ chiếc áo dài Việt Nam làm kiểu. Bài báo của họ có tựa đề Phong cách Trung Quốc đem đến sự thích thú tại China Fashion Week. Sự việc này làm cho người Việt phẫn nộ và cho rằng đó là giá trị văn hóa vay mượn và ăn cắp trắng trợn. Tuy nhiên, nếu phân tích kỹ hơn, người ta sẽ thấy được âm mưu gian xảo thâm độc, chúng muốn biến tất cả những cái gì của Việt Nam cũng thành của Tàu có nghĩa là kiểu áo của dân Việt cũng chỉ là một sắc dân của Tàu. Và sợ có người không nhận ra thâm ý ấy, họ cho người mẫu đội thêm chiếc nón lá Việt Nam. Trong âm mưu hán hóa Việt Nam, Trung Cộng đang dùng chính sách tuyên truyền với người dân của nước họ, để dân chúng tin rằng giang sơn biển của họ nằm trong đường lưỡi bò, trong đó có hoàng sa trường sa của Việt Nam. Hình đường lưỡi bò nằm trong sách giáo khoa, nằm trong phim ảnh, nằm trong GPS xe hơi nằm trên áo thun khách du lịch vân vân. Trên đất thì họ đã thâu được ải Nam Quang, thác bản dốc, rồi qua cái gọi là hiệp ước cột mốc biên giới Trung Việt, Việt Nam đã nhượng cho Trung Cộng 720 cây số vuông. Một số làng xóm của Việt Nam nay nằm ở phía bên kia biên giới Trung Cộng. Trung Cộng lại đang thực hiện chiến lược một vành đai, một con đường chiến lược này ảnh hưởng trực tiếp đến việt nam trên tất cả mọi phương diện từ kinh tế chính trị quốc phòng và họ đã có nhiều khu đất màu mỡ quan trọng thành đặc khu kinh tế của họ ngay trên đất nước việt nam văn hóa thì họ cho xây viện khổng tử trường học thì dạy tiếng tàu và đào tạo ra tên tiến sĩ bùi hiền để chuyển chữ viết quốc ngữ và phát âm tiếng việt mới cho giống tiếng tàu tiếp tay có tên giáo sư Hồ Ngọc Đại với cái gọi là công nghệ giáo dục mới để phá vỡ nền giáo dục cũ. Ông muốn thay đổi cách đánh vân tiếng Việt bằng các ô hình vuông, mục đích là cho con cháu Việt Nam quên mặt tiếng chữ Việt. Nay với sự nhận vơi chiếc áo dài của trường Việt Nam thành là thời trang của Tàu, không phải chỉ đơn giản cho thấy ăn cướp, ăn cắp là nghề của Trung Cộng, mà còn rõ ràng đó là âm mưu sang đoạt tất cả mọi thứ Việt Nam đang có để trở thành là của Tàu. Không biết là họ còn muốn thứ gì nữa tiếp theo đây. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi bài bình luận ngày hôm nay của chúng tôi.